cô gái đang tự sướng. Bỗng nhiên cô ta bị đau bụng. Thật xui vì nhà vệ sinh đang sửa chữa. Cô ta dùng nhà vệ sinh tự chế vậy. Tình huống bất đắc dĩ thì đây là lựa chọn tốt. Cũng khá thuận tiện phải không nào? Dán túi ni lông vào nắp bồn cầu. Sau đó đặt vào khung ghế thép. Bạn có thể sử dụng rồi đó. Cô gái đổ màu nước vào bồn cầu làm gì vậy? Lại bày trò trêu bạn mình rồi. Ôi, bồn cầu bị hư hả? Bạn chỉ cần chế giấm táo vào bồn nước, sau đó bấm nút xả nước là xong. Các bạn trai đi vệ sinh có chung một vấn đề, hãy xem nhé. Và khi đến lượt cô bạn gái, là mùi hôi bay khắp trong phòng vệ sinh. Chai xịt khử mùi là hết mất rồi. Bạn cho nước, tinh dầu thơm, rượu vodka vào bình xịt. Nó khử mùi rất hiệu quả đó. Chẳng lo nhà vệ sinh có mùi nữa. Chàng trai này đi vệ sinh rất là bẩn nhé. Và cô gái này phát hiện nhà vệ sinh rất là bẩn. Liệu có cách nào xử lý tốt không? Dán keo hai mặt vào chiếc nĩa và dán vào nắp bồn cầu. Giờ cầm vào chiếc nĩa mà không sợ tay dính bẩn. Chân cô gái rất bẩn, cần nước để rửa. Đúng lúc này vò sen lại bị tắt. Bạn ngâm đầu vào vò sen vào giấm cho tan chất bẩn. Giờ thử lại xem. Nước đã chảy bình thường rồi bạn à. Cô gái lén lút làm gì đấy? Cô ta cắt chiếc mũ tắm của bạn mình. Và bạn gái cô đã vào nhà tắm rồi. Cô gái đâu biết chiếc mũ tắm mình đã bị cắt. Cứ thế cô thoải mái tắm. Khi trước gương cô ta nhận ra mũ tắm đã bị cắt. Thế mà nãy giờ cứ tưởng tóc khô. Cô gái đang bị đau bụng. Nhà vệ sinh là cần thiết lúc này. Đi vệ sinh còn tranh thủ xem video nữa hả? Cầm lâu như vậy rất mỏi tay nhé. Dán móc treo tường lên tường. Và đặt chiếc điện thoại lên đó. Giờ bạn không mỏi tay vì cầm điện thoại rồi. Cô gái đi tắm và phát hiện đã hết nước. Dùng bọc ni lông lấy đầy nước. Dùng kim chọc thủng nhiều lỗ để nước chảy ra từ từ.
thế là bạn có nước tắm rồi. Ôi, sàn nhà vệ sinh bẩn quá đi thôi. Lại hết dung dịch tẩy rửa nhà tắm rồi. Cô gái có cách gì để lau sạch sàn nhà này vậy? Vết bẩn đã được lau sạch rồi. Sàn nhà sạch bóng như mới nhé. Thả nước lau sàn, nước ấm, nước chanh và giấm rồi trộn đều là xong. Cô gái cần chai khử mùi. Ôi không, lỡ tay làm chai vỡ mất rồi. Bỏ viên bi thủy tinh vào hộp và đặt vật dụng vệ sinh vào. Rất là gọn gàng, không lo vỡ. Lấy nước vào xô ở bồn rửa mặt rất khó khăn. Có cách gì không nhỉ? Tạo một lỗ lớn dưới đáy chai nhựa. Cùng chờ xem có tác dụng không. Gắn đáy chai nhựa vào vòi nước. Bạn thấy đơn giản không nào? Dễ dàng sử dụng. Xà bông bị nhão do bị dính quá nhiều nước. Bạn dùng hai sợi dây thun cột vào hộp đựng xà bông. Đặt cục xà bông lên đó. Khô ráo và dễ dàng sử dụng. Vòi nước mạnh quá nên bắn lên cả quần áo cô gái. Bạn cột quả bóng bay vào đầu vòi nước. Cắt đầu bóng bay ra. Nước đã chảy nhẹ nhàng hơn rồi. Bạn phát hiện vòi nước quá bẩn. Hãy thử dùng cách này. Cho kem đánh răng lên miếng bọt biển và chà vòi nước. Sau đó dùng khăn lau sạch. Vòi nước đã như mới rồi. Ôi, gương bẩn quá, không thấy gì. Hãy dùng khăn tắm thấm nước này mà lau. Gương sẽ sạch và sáng trở lại thôi. Bạn nghiền nát viên phấn ra. Cho vào tô và đổ nước vào. Khuấy đều lên là có thể dùng. Biết rửa tay diệt khuẩn là tốt. Nhưng để xà phòng bừa bộn vậy là không tốt đâu. Xà phòng tăng ra, dính khắp trên bồn rửa tay rồi. Có cách rồi. Bạn cắt một khe giữa miếng bọt biển và cho cục xà phòng vào đó. Bạn dùng thử xem sao. Rửa tay cũng rất ổn nhé. Điều quan trọng là xà phòng không dính bẩn nữa. Bồn rửa mặt bị tắc nghẽn rồi. Bạn đổ baking soda vào, sau đó chế giấm nước nóng. Xả nước ra là hết tắc thôi.